Vấn đề của Bùi Trung Hiếu ấy thì nói thật với cả nhà này, cho đến giờ phút này ấy, mà Bùi Trung Hiếu vẫn còn mõm được ấy, thì Lê Trà cũng gọi là có thể nói là một thành phần gọi là bất hủ, một thành phần gọi là không biết ngượng là gì luôn. Bởi vì tất cả những cái việc mà Lê Trà bóc phốt là đều có bằng chứng hết. Còn những cái việc mà Bùi Trung Hiếu nói làm gì có cái bằng chứng gì, mà toàn là ngoa ngoắt nói từ mồm nói ra thôi. Cho nên là bây giờ nói làm gì có ai tin đâu. Đấy, bây giờ bản thân bây giờ trang của Bùi Trung Hiếu ấy lên livestream chỉ có 2-3 người bình luận, chẳng có ai bình luận mấy. Quanh quanh chỉ có mấy người gọi là hâm mộ Bùi Trung Hiếu mà không thoát được gọi là cái không thoát được cái hâm mộ của mình để mà hiểu đúng về một con người. Đấy, thực ra thì Lê Trà cũng chẳng muốn dồn Bùi Trung Hiếu vào đường chết cùng đâu, nhưng chỉ muốn rằng là Bùi Trung Hiếu ấy gì, thứ nhất là này, hãy tôn trọng cộng đồng mạng bằng cái cách là gì, đừng lừa dối. Đấy, đừng lừa dối là một cái, thứ hai nữa đừng nói mõm, có như nào thì sống như thế thì anh mới tồn tại được trên mạng xã hội lâu. Còn nếu như mà anh cứ mõm như thế thì vài bữa nữa anh có bán vàng hay anh bán kim cương hay là anh có bán châu báu thì cũng chẳng ai mua đâu. Nói thật thôi, bởi vì sao? Ở trong cuộc sống ấy, uy tín, có uy tín thì là có tất cả. Còn không có uy tín thì anh có là ông rời, ông biển gì thì ông cũng chỉ là gì, rồi cũng lại quay về một cái con số 0. Bởi vì sao? Khi người ta hiểu được ra vấn đề ấy, người ta hiểu được con người anh ấy, người ta rất là khinh anh. Bởi vì sao? Anh có 1 thì anh cứ xích lên thành 100. Đấy, bây giờ quay ra bảo là thương cho Lê Trà là Bùi Trung Hiếu đi nên Lê Trà chết. Chết mà càng ngày tôi càng phát triển thêm. Mọi người nhìn thấy Lê Trà mỗi ngày thì hàng hóa nhiều hơn, bán hàng uy tín hơn. Đấy, mà Lê Trà không có cần Bùi Trung Hiếu hỗ trợ gì hết. Đấy là một cái, thứ hai nữa. 4-5 năm trời Bùi Trung Hiếu bán hàng cạnh Lê Trà mà đến bây giờ ấy, mà lên cộng đồng mạng lại còn bảo là không biết đóng hàng như thế nào, không biết gửi hàng bằng cách nào. Đấy, và cũng không biết cách gọi là chiết nước hoa như thế nào để mà làm, để mà bán. Thì cả nhà thấy có phải là một ông chủ không? Khi mình đã là một ông chủ ấy thì mình phải biết hết tất cả những việc, kể cả việc đấy là nhân viên làm. Bởi vì khi mình biết được những cái việc đấy thì mình mới là người gì ạ, là đam mê công việc. Và mình mới nói được nhân viên mình. Tất cả những cái việc mà bán hàng online là Lê Trà phụ Bùi Trung Hiếu mấy bao nhiêu năm nay là một mình Lê Trà hết. Đấy, nói 3 câu ở trên livestream xong là xuống là đi chơi đánh bạc. Trong khi đó ở nhà Lê Trà điều hành quân. Đấy, hướng dẫn quân cách chốt đơn, hướng dẫn cách trả lời tư vấn khách, hướng dẫn là đóng hàng và hướng dẫn là gửi hàng đi. Thế thì ai là người đam mê công việc? Ở giữa hai người thì cả nhà thấy ai là người đam mê công việc? Đấy, khi mà Bùi Trung Hiếu rời khỏi Lê Trà, cả nhà thấy là gì ạ? Không biết làm gì, lang thang đi khắp nơi, mõm là gì ạ? Mõm là có nhà đất cái sổ đỏ này nọ các thứ, rồi buôn bán được một mảnh đất thì lời vài tỷ. Nếu mà anh ta mà buôn bán đất dễ như thế thì anh ta chẳng quay về con đường bán hàng nước hoa đâu cả nhà. Chẳng qua là gì, mõm mãi chẳng ai người ta tin nữa, cho nên lại quay về cái con đường gì ạ, là chính cái nghề mà Lê Trà đào tạo để trở thành một con người tốt. Đấy, cả nhà thấy. Vậy thì Bùi Trung Hiếu trở thành một con người tốt là do ai? Là do Lê Trà dẫn đường, đúng không cả nhà? Đấy, sau 2-3 tháng trời lang thang, cả nhà thấy không? Sau 2-3 tháng trời lang thang, cả nhà mõm khắp kiểu, đi buôn đất, rồi đi mua cái lọ, rồi mua cái chai, rồi là kêu là bán đất được nhiều tiền xong mang tiền lên đếm. Nếu mà có tiền nhiều như thế, tại sao mà không thuê người phụ mình? Tại sao không tuyển người giúp mình để mà bán hàng online? Mà nếu như anh buôn đất, anh nhiều tiền thế thì việc gì anh phải bán online cho khổ? Bởi vì bán online rất vất vả, cả nhà nhớ. Thợ sửa tắm ấm nóng, đấy. Biết, cả nhà biết là bán online rất vất vả, bởi vì phục vụ hàng trăm hàng nghìn người trong cả một tháng trời. Cả nhà ơi, là thứ nhất là gì, phải nhớ sản phẩm. Thứ hai nữa là phải hiểu sản phẩm. Và thứ ba nữa là phải dùng sản phẩm. Và thứ tư nữa là phải hiểu tâm lý khách hàng. Đấy, cả nhà, những cái đó là bản chất là Bùi Trung Hiếu đã không có. Thứ nhất, niềm đam mê không có. Thứ hai, hiểu sản phẩm không có. Thứ ba là không dùng sản phẩm nhưng mà lên ba hoa nói phét. Đấy, và thứ tư là gì, không bao giờ quan tâm là khách hàng muốn gì, cần gì. Và cái thứ năm là gì, không biết điều hành nhân viên. Và cái thứ sáu là gì? Là không biết quản lý hệ thống để mà làm. Thế thì vậy thì trong cái việc này thì cả nhà thấy ai là người làm thuê cho ai? Cho nên là Lê Trà nói Bùi Trung Hiếu chỉ là một gì ạ? Chỉ là một người làm thuê cho Lê Trà. Bây giờ mọi người đã thấy Lê Trà chứng minh đúng chưa? Bởi vì một người làm thuê thì người ta chỉ làm một nhiệm vụ cho một cái công việc của người chủ. Nhưng nếu như là một người chủ ấy thì người ta sẽ biết tất cả các công việc của kinh doanh. Khi người ta biết được tất cả các công việc của kinh doanh thì người ta mới làm tốt được, đúng không cả nhà? Trong khi đó, Bùi Trung Hiếu nghỉ ngày nào là Lê Trà vẫn tiếp tục công việc và không hề có một ngày nào gián đoạn. Và mỗi ngày thì Lê Trà có thêm những sản phẩm mới và tốt hơn nữa, đúng không? Trước đây thì Lê Trà không có bán quần áo online mấy, mà Lê Trà thường là đăng bài thôi. Bởi vì nói thật với cả nhà, ngày xưa ấy là riêng phục vụ nhân viên, rồi đào tạo nhân viên, rồi là phục vụ các cộng tác viên, hướng dẫn các cộng tác viên, rồi là nhập hàng, xuất hàng là Lê Trà đã kín hết cả ngày rồi. Ngoài ra lại còn cơm nước cho cả nhà nữa. Thực sự nói cả nhà này, Lê Trà rất cầu kỳ về ăn uống, cho nên là kể có 10 cô giúp việc hay là 5 cô giúp việc thì Lê Trà vẫn là người nấu cơm chính. Và Bùi Trung Hiếu ăn cơm của Lê Trà nấu hàng bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà vẫn không khôn ra được, cả nhà vẫn không khôn ra được. Và một cái điều vấn đề là như này, người ta là nói là ăn cháo đó bác, nhưng mà Bùi Trung Hiếu gọi là ăn cơm đó bác. Ăn cơm Lê Trà nấu rất nhiều năm rồi nhưng mà quay ra ấy, ăn xong rồi là bác nói xấu.
Cho nên là Lê Trà rất khinh một cái con người đấy. Lê Trà muốn nói với cả tất cả mọi người và cũng như là cả ông Bùi Chu Hiếu xem trên này để mà biết. Ông càng nói thì ông càng gì ạ, thể hiện mình là một thằng tiểu nhân. Bởi vì làm sao? Một thằng tiểu nhân thì mới lên moi móc để mà nói xấu người khác. Còn Lê Trà nói thẳng luôn, tôi không phải nói xấu anh mà là tôi bóc phốt anh. Tại sao tôi bóc phốt anh? Bởi vì anh hay lừa cộng đồng mạng quá. Xe máy không phải của anh, anh lên bao hoa bóc phét anh bảo của anh. Xe máy anh bán, chưa bán, anh bảo anh bán rồi. Rồi xe máy anh giá trị nó hơn như thế, anh bán có 7 triệu. Như thế anh lừa cộng đồng mạng. Từ những cái việc nhỏ anh đã lừa cộng đồng mạng rồi. Thì thử hỏi những cái việc to thì anh có lừa hay không? Cho nên là cả nhà không thể tin một cái con người được. Khi một cái con người này nói ra bất cứ điều gì ấy, mọi người phải trừ đi 99%. Chỉ có 1% thật là gì ạ? 1% thật là gì ạ? Là mượn đồ mượn của ai. Thì đấy là cái của nó có hiện hình thật chứ không phải bằng giấy. Ví dụ như là xe máy mà anh ta mượn người ta thì là cái xe máy hiện hình là đúng có xe máy. Chứ không phải là xe máy làm bằng mô hình hay làm bằng giấy. Thì cái chỉ có 1% là như thế thôi. Còn 99% là anh ta mẫu. Đấy, Lê Trà muốn nói với cả mọi người một thông điệp thế. Lê Trà không phải nói xấu nhá. Khi mà tôi nói xấu ấy, thì tôi sẽ chặn anh. Tôi không bao giờ tôi để cho anh xem. Thế mới gọi là nói xấu. Và khi tôi nói xấu ấy, thì tôi sẽ gặp tất cả các khách hàng của anh để tôi nói xấu. Nhưng tôi không bao giờ tôi phải gặp khách hàng nào ấy. Tôi nói thẳng trên mạng luôn. Tôi nói thẳng trên tất cả rộng rãi luôn. Và nếu như anh dám gọi điện nói chuyện với tôi trước mặt, tôi cũng nói anh là một con người như thế. Tôi không bao giờ có cái trò nói xấu sau lưng. Đấy. Còn anh mà đảm bảo, anh mà cảm thấy anh là đàn ông thực sự ấy, thì anh đừng có chặn tôi. Anh cứ live stream công khai, anh đừng bao giờ chặn tôi. Bởi vì anh là một thằng nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay. Đấy. Nhưng mà anh có ném đá đến thế, anh có nói xấu đến thế, thì anh cũng không bao giờ tiêu diệt được tôi. Bởi vì làm sao? Tôi là người sống như thế nào mọi người tự biết. Và tôi làm những điều mà tôi không cần phải nói, tôi thể hiện bằng hành động. Thế còn những việc anh làm, thử xem anh đã làm được cái gì. Đấy. Kêu là buôn đất buôn đai cả nhà ơi. Kêu là buôn đất buôn đai đấy cả nhà. Nếu buôn đất buôn đai một mảnh đất lãi vài tỷ thì việc gì phải quay về cái con đường bán hàng online. Chính là cái nghề mà Lê Trà bốc Bùi Chu Hiếu vào vị trí đấy và đào tạo anh ta trở thành một người bán hàng online. Nhưng anh ta chỉ là một thằng gì ạ, làm thuê, tức là gì, chỉ lên có ba hoa nói thôi. Còn anh ta không hiểu được những khâu sau là người ta vất vả như nào. Chính là Lê Trà luôn. Lê Trà vất vả lắm cả nhà nhá. Sau khi mà anh ta xuống livestream, Lê Trà hàng ngày còn phải lên bài. Phải cả nhà ơi, mỗi một cái bài mà mọi người đọc, tất cả các anh chị em đọc ở trên trang của Lê Trà, là Lê Trà phải tự viết. Tức là tự viết về sản phẩm, tự mô tả sản phẩm. Còn có những cái bài ấy là bằng tiếng nước ngoài, còn phải dịch ra tiếng Việt để mô tả cho mọi người. Cái công việc này nó rất là vất vả. Mà khi mà mình đã làm như thế thì mình phải học cả sản phẩm. Nhưng mà anh ta không cần biết sản phẩm đấy nó là cái gì luôn. Anh ta chỉ biết là như một cái máy, Lê Trà viết cái tờ giấy ở đằng sau như nào thì anh ta lên anh ta đọc như thế. Còn khi không có tờ giấy, anh ta chả biết một cái gì luôn. Anh ta, cái đầu của anh ta rỗng tuếch, không có một cái gì luôn. Thế nên cả nhà thấy một người bán hàng online thế liệu có thành công hay không? Đó, bản thân anh ta bán bất cứ một cái gì anh ta còn không hiểu sản phẩm. Vì anh ta không hề làm bài, anh ta không kề tìm hiểu. Mà anh ta chỉ là một thằng lên mạng để mà gọi là dùng cái mồm mình để mà khu môi múa mép thôi. Nhiều cái chai nước hoa ấy, nó chỉ có lưu hương có 7 tiếng thôi. Anh ta bảo là 18 tiếng, 24 tiếng. Anh ta phét lắc, quá là phét lắc luôn. Đấy. Lại anh Hiếu chưa? Anh Hiếu dạo này nhiều bìa đỏ lắm. Bạn Trần Hường ơi, tôi nói suốt từ nãy mà bạn không hiểu à? Bạn vẫn không nghe, bạn không biết à? Và bao nhiêu cái live stream mà tôi đã nói với mọi người là gì? Là Bùi Chu Hiếu đi mượn sổ đỏ để lòe thiên hạ. Còn nếu như mà anh ta có nhiều sổ đỏ như thế thì anh ta không phải quay về con đường bán nước hoa vất vả đâu. Cả nhà, mỗi một cái chai nước hoa nhé, cả nhà phải chiết ra, xong lại phải dán tem, phải làm rất là nhiều thao tác, xong lại còn phải cho các công ty vận chuyển, xong lại còn quan sát là nó đã đến khách hàng hay chưa. Cho nên là cả nhà càng nói thì càng thể hiện là một cái thằng coi như là chả có một cái gì đam mê trong công việc cả. Ơ ủa rồi, nhanh lên đâu cả. Đó, đây là cái đầu livestream thì Lê Trà nói để cho mọi người hiểu. Còn bạn Trần Thường ấy, bạn nói là anh Hiếu dạo này nhiều bìa đỏ lắm. Bạn hãy theo dõi tất cả các livestream của Lê Trà mà tôi chưa hề xóa trên trang. Và bạn hãy xem hết cái quá trình của anh Bùi Chu Hiếu. Khi bắt đầu rời khỏi gì nhà tôi trốn đi thì gì là chung tiền. Là anh ta đã gì ạ? Anh ta đã như thế nào mà bây giờ anh ta phải gì ạ? Phải đi ở nhờ. Anh ta phải đi ở nhờ một nhà người anh em ở trong miền Nam. Tôi không muốn nói rõ địa chỉ nhưng tôi biết chính xác địa chỉ luôn. Ở nhà, tôi vẫn đang cho một cái cơ hội ấy để sống và làm việc tốt, cho nên là tôi chưa túng cổ thôi. Bởi vì anh ta nợ tiền tôi ấy, là tôi lúc nào tôi cũng có giấy tờ để mà tôi đến tôi đòi nợ. Nhưng mà bây giờ tôi đến tôi đòi nợ thì anh ta có tiền để trả tôi không? Tôi hỏi thẳng anh Bùi Chu Hiếu là trước mặt tôi và pháp luật, anh có dám nói là anh không nợ Lê Trà 1.000 nào không? Hay là anh cua môi múa mép ở trên mạng, anh bảo anh không nợ tôi 1.000 nào? Anh nói không biết xấu hổ à? Cái tờ giấy mà anh viết nợ tôi vẫn còn ở đây. Nếu trong trường hợp mà anh không nợ tôi thì tại sao anh lại viết giấy? Và tại sao nếu như trong trường hợp mà anh nợ tôi mà anh đã trả rồi thì tại sao mà tôi lại không hủy tờ giấy đi? Thế cho nên là cả nhà, nó chỉ là thằng mõm thôi. Nó sợ đối mặt cả với Lê Trà luôn. Nói thẳng với cả nhà, bây giờ nó dám gì, nó dám đối mặt với mình và nó dám xác nhận nợ với mình ấy, nó mới là thằng đàn ông.
Còn bây giờ mình chẳng coi nó là một thằng đàn ông mà mình coi nó là một gì ạ? Một cái loại gọi là chẳng có một cái giá trị gì ở xã hội này luôn. Đàn ông cũng chẳng phải mà đàn bà thì càng không. Được nha. Bởi vì đã là đàn ông ấy là phải gì ạ? Sức dài vai rộng và tự làm nuôi mình. Nhưng mà đây toàn dựa dẫm bám. Bây giờ đây chẳng phóc phốt rồi, không bám được phụ nữ thì quay ra bám đàn ông. Bám những người ta chưa biết về bản chất để người ta đầu tư cho làm. Thử xem những người đầu tư đấy, người ta theo Bùi Trung Hiếu được bao lâu? Bởi vì bản thân Lê Trà này là một người ăn cùng ở cùng, là một người sát cánh ở bên cạnh rồi, là tin tưởng 100% rồi, mà còn lười không muốn làm. Cả nhà, nó bảo là một tháng làm được 300-400 triệu, không biết đi tiền đi đâu. Cả nhà ơi, một tháng 30 ngày thì nó làm giỏi lắm, được 5-7 ngày nghiêm túc, còn lại 20-25 ngày thì nó dở bài dở trò. Cả nhà nhớ, thứ nhất đấy, thứ hai nữa là này, ngủ suốt ngày, lười như chó chết luôn. Lê Trà nói và mắng rất nhiều, mà bản thân nhân viên ở nhà Lê Trà cũng thấy là chối. Động nói một tí là dở bài trí thèo ra, là cầm cái chai nước hoa ném cả nhà. Đấy, cả nhà, một người kinh doanh thì người ta có ý thức trong cái việc mà kinh doanh hay không? Hay là một thằng chí phèo? Cả nhà, đây là một thằng chí phèo mà. Thằng này là một thằng chí phèo luôn. Đấy, Lê Trà chỉ cần nói nó một tí là anh phải chịu khó làm đi, anh không được đi chơi như thế. Nó bắt đầu nó quay ra sửa cổ, nó chửi. Xong là nó cầm chai nước hoa, nó ném thẳng vào cái tivi nhà mình. Bây giờ cái tivi nhà mình ấy là mua gần 60 triệu, mỏng dính rất là đẹp của Sony, mà nó ném vỡ tan màn hình luôn. Thì cả nhà thử hỏi xem, tất cả những ai làm việc với Bùi Trung Hiếu sau này, ai làm việc được với lâu với một thằng chí phèo như thế? Cái bản chất của nó mãi mãi không bao giờ nó thay đổi được. Bây giờ nó còn đang dựa dẫm vào người ta thì nó gì ạ? Nó nịnh nọt. Nó ra vẻ là nó là người có giá trị. Nhưng chỉ cần sống lâu một thời gian thôi sẽ biết bản chất của nó là một thằng lười lao động. Nó rất lười lao động luôn cả nhà. Còn nếu nó chăm chỉ, bây giờ nó là tỷ phú rồi. Nhưng mà bây giờ nó là rẻ rách phú. Thằng đấy bây giờ gọi là rẻ rách phú chứ không phải gọi là tỷ phú. Lê Trà thì chỉ thẳng mặt để mà nói nó thẳng luôn. Kể cả bây giờ nó nổ, nó nghe điện thoại Lê Trà cũng nói thẳng luôn, mày là thằng rẻ rách. Cả nhà nhớ. Đấy, còn nó bảo Lê Trà chết đúng không? Mày nhìn xem tao chết như thế nào trong quá trình mà tao tiếp tục là phục vụ tất cả mọi người. Thế thôi, tôi chỉ cần là tôi làm việc thật, làm thật và mọi người thấy thật, đúng không? Trong khi đó cả nhà ơi, bằng từng đấy tuổi rồi cả nhà nhớ, 53-54 tuổi rồi mà bây giờ phải đi lang thang vào tận miền Nam để ở nhờ ở đợ. Cả nhà, bây giờ phải ở nhờ những người anh em mà người ta chưa biết là cái thể loại này là thể loại gì, người ta vẫn còn kêu mang cả nhà nhớ, chứ còn bây giờ không dám bước chân cả ra miền Bắc luôn. Đấy, anh ấy đi xe mẹt xe đẹp. Bạn Trần Hường ơi, bạn lên đây, bạn muốn ở trong trang tôi nói không, hay là bạn muốn là gì ạ? Bạn muốn lên đây thể hiện hộ Bùi Trung Hiếu, bạn cảm thấy bạn thích thể hiện hộ Bùi Trung Hiếu ấy mà, bạn để ra số điện thoại ngày mai tôi gọi điện trực tiếp bạn nói chuyện luôn. Thế còn tôi nói với bạn này này, tôi là người của công việc, tôi không có thời gian để tiếp những người như bạn. Bởi vì thế này, tôi nói với bạn một điều này này, xe mẹt nó cũng là đi thuê và đi mượn. Tôi đã nói thẳng vấn đề luôn và tôi nói chính xác 100% luôn. Vì bản thân tôi ấy là người gì ạ? Cũng đã là từng là thuê xe cho nó đi đánh bóng vì nó thích như thế. Nó thích thể hiện như thế. Cả đời chưa bao giờ nó kiếm được tiền để nó mua cho bản thân nó một cái gì luôn. Cả nhà nhớ, nó toàn tất cả là đi mượn, đi thuê và đánh bóng. Bản thân nó lên để làm gì? Để nó lừa thiên hạ. Thế còn em Trần Đường, chị em xem livestream tất cả drama em vẫn còn tin nó à? À, hay là em lên đây em thích khiêu khích, hoặc là em bảo vệ một con người gọi là chuyên gì, là chuyên mõm ở trên mạng. Thế bây giờ anh ta chém như thế, mọi người biết rồi, sao em phải nhắc lại để làm gì? Mọi người quá biết bản chất của nó rồi. Thế còn ai mà còn hâm mộ nó? Có một cái bà Hồng Nhung đấy cả nhà, lần trước Lê Trà nói luôn, nếu như chị cảm thấy chị hâm mộ Bùi Trung Hiếu, chị cứ việc sang đấy chị tặng hoa tặng quà, em không cần nhận hoa nhận quà của chị. Bởi vì làm sao, em không thích một con người sống hai mặt, em không thích một con người là ngồi với ai ấy cũng là gì ạ, cũng là con hót, nhưng mà đằng sau lưng thì chưa chắc đâu. Cho nên là em rất ghét những người sống hai mặt. Lê Trà nói thẳng với chị Hồng Nhung luôn là em không cần chặn chị đâu, tốt nhất là chị nên ấy, tự rời bỏ trang em và vĩnh viễn là sang trang Bùi Trung Hiếu. Đấy, cứ để cho Bùi Trung Hiếu có một cái lượng fan nhất định là gì, những lượng fan, những người fan đấy là cả đời không bao giờ hiểu một con người chân chính là như thế nào và một con người biết lao động là như thế nào. 50-something tuổi không có nổi một cái nhà ổn định của mình để ở, 3 đứa con mà không có một đứa con nào nó công nhận, 2 người vợ chính thức cũng không có một người vợ nào ở cùng được. Đấy cả nhà, còn Lê Trà chưa công khai người đàn ông của Lê Trà, bởi vì sao? Lê Trà không có tính khoe khoang và Lê Trà cũng không có tính phô trương. Còn từ lâu rồi, Bùi Trung Hiếu nói là chứ 4-5 năm ăn ở với cả mình, nói thật với cả nhà, 4-5 năm ăn ở với cả mình, nó nói điều nói sai mà là làm cùng mình thì đúng hơn. Bởi vì sao? 2 năm đầu là Lê Trà phát hiện ra là Lê Trà đã cắt đứt tình cảm rồi. Đấy, và sau khi mà Lê Trà tác kiệu không, em xem anh ấy thấy chém quá, em nói với chị thôi, em thấy anh ấy nói hay mà giờ như vậy đúng, nếu em nói câu này thì chị ok. Đấy, thế còn lúc nào em cứ nói câu là anh ấy bây giờ nhiều sổ đỏ rồi, anh ấy đi xe đẹp xe đẹp, nếu như em nói như thế này thì chị thấy ok. Còn nếu em nói cái cách như thế kia thì là nói thật với cả với em là không ok. Bởi vì làm sao,
Em không cần phải nhắc lại mà tất cả cộng đồng mạng người ta đã biết bản chất như thế nào rồi. Nếu anh ta có tiền có của thật sự thì anh ta phải có một ngôi nhà để ở. Anh ta phải có một cái vị trí và anh ta phải có những người nhân viên để phục vụ của anh ta làm việc. Mà đến bây giờ anh ta lên mạng anh ta bảo chứ à, bây giờ mọi người muốn đặt hàng Bùi Trung Hiếu, Bùi Trung Hiếu cũng chẳng biết làm gì cả. Bởi vì sao? Không biết đóng hàng, không biết chiết nước hoa, không biết gửi hàng bằng cách nào. Thế thì bán hàng để làm gì? Người ta có tiền ấy, người ta thuê hẳn một người trợ lý giỏi. Anh chỉ việc lên ấy, anh truyền thông thôi. Người trợ lý đấy làm hết, tức là Lê Trà. Ngày xưa Lê Trà chính là người trợ lý của anh ta và cũng là chủ của anh ta luôn. Vừa là chủ nhưng chính là trợ lý luôn. Nhưng anh ta còn không biết trân trọng, anh ta còn không biết gìn giữ. Thì thử hỏi bây giờ anh ta thuê ai? Ai làm được với một người đàn ông mà gọi là chưa làm đã chán rồi, lúc nào cũng thấy phải thấy tiền ngay. Đấy. Đúng rồi chị Quý Đào ạ, em nói với tại sao. Đấy, sự thật mãi mãi là sự thật. Lê Trà đã nói rất là nhiều rồi. Bản chất của một con người ấy, nếu khi người ta có tiền ấy, mà là một người tốt, thì cái sự tốt của người ta chỉ có tăng lên. Nhưng bản chất của một người xấu, khi người ta có tiền hoặc là ai giúp đỡ thì cái xấu của người ta lại càng tăng lên. Cho nên là gì? Đến bây giờ ấy, càng lên mạng càng thể hiện nói thì càng thấy gì? Càng mọi người càng thấy là một người vô tác dụng. 4-5 năm làm việc cùng với Lê Trà mà bây giờ nói một câu là không biết gửi hàng như thế nào, không biết đóng hàng như thế nào, không biết chiết nước hoa như thế nào. Thế cả nhà thế đi, 4-5 năm này anh ta làm cái gì? Lê Trà thấy nó có đúng không? Nó chả tập trung vào đầu nó một cái gì về kiến thức bán hàng cả. Và nó cũng không hiểu được là khi mà bán hàng ra ấy, thì lời lãi phải gì ạ? Phải tập trung vào lại tiếp tục nhập hàng vốn. Bây giờ anh nghĩ rằng anh bán hết hàng, anh bỏ tiền vào túi, anh tiêu cả gốc cả lãi. Thế thì những cái hàng mới, hàng sau ấy thì lấy đâu ra tiền nhập, đúng không? Người ta làm ăn kinh doanh người ta thì hiểu, thì nghĩ 1+1=2 cả nhà ấy. Ví dụ như là bán được một chai nước hoa đúng không, được lời 500.000, nhưng ngày mai lại phải nhập một cái chai nước hoa, thậm chí nhập 3 chai nước hoa thì lại phải còn bỏ thêm tiền, chứ không phải là gì được cầm cái số tiền lãi đấy ngay. Dần dần mọi cái nó phát triển, dần dần nhiều khách thì lúc đấy mình mới thấy lợi nhuận của mình. Nhưng mà đây nó chưa làm nó đã chán rồi, chưa làm nó đã nản rồi. Nó bảo là tiền đi đâu? Tiền ở sản phẩm. Tiền đi đâu? Tiền ở mua vàng bạc xe máy cho mày, tất cả các thứ mày phá. Nó nói là Lê Trà phá cả nhà. Mua vàng bạc cho nó lần nào nó cũng gì đi bán và đi cắm, không phải nó cắm một lần mà nó cắm rất nhiều lần. Và khi một bộ vàng bạc có giá trị là 70 triệu chẳng hạn, nó cắm chỉ lấy 40 triệu thôi, cả nhà cứ tưởng tượng lên. Nó cắm lên cắm xuống thì bộ vàng bạc đấy nó tăng giá trị lên thành bao nhiêu? Lê Trà là người gì? Là người phải giải quyết những cái việc đấy. Một chiếc xe máy mà trị giá khoảng 90 triệu, nó đi cắm 2 lần, mỗi lần 50 triệu là cộng thêm 100 triệu. Tức là cái xe máy nó bị thêm 100 triệu. Và sau đó Lê Trà mang về bán lỗ, lại lỗ thêm tiếp 20 triệu nữa. Thế vậy thì nó là gì? Đấy là một cái cách sử dụng gì ạ? Tài sản, một cái cách phá hoại. Cho nên là một cái thằng chém gió như bão như cả nhà nhá. Mà nó không biết gượng, đến giờ này nó vẫn không biết gượng. Bằng chứng sờ sờ ra đấy, cả nhà, Lê Trà kể cho cả nhà nghe. Em Trang là cái người mà nó chửi mồm 5 miệng 10 trên mạng mà Lê Trà đưa lên đấy. Là khi mà chưa có cái việc mà video mà Lê Trà đăng lên ấy, là gì ạ? Nó chặn hết số điện thoại của Trang, rồi nó chửi Trang té tát, nó không muốn trả tiền. Nhưng khi mà Lê Trà bóc phốt nó bằng cái việc là gì ạ? Nó chửi em Trang thì nó gì ạ? Sợ là Trang là người thuê Lê Trà để mà lên bóc phốt. Đấy, thì nó gì ạ? Giả cho trước cho Trang là 5 triệu và gọi điện cho gia đình Trang nói là sẽ có ý thức giả hết số tiền đấy. Vay 50 triệu xin mỗi tháng giả 5 triệu. Nhưng mà chỉ được đúng một lần đầu tiên. Sau đó 2 tháng sau thì đến bây giờ nó vẫn đang khất. Nó đang khất và bây giờ Trang nhắn tin nó cũng không trả lời, gọi điện nó cũng không nghe. Nó hèn đến mức mà nó là một nó tự vỗ ngực, nó là một thằng gì ạ? Là có tiền. Nó là một thằng gọi là có tài sản. Mà đến 5 triệu một tháng để giả cho cái người người ta giúp mình cách đây đến gần 1 năm rồi. Mà mày còn không thực hiện được thì mày là thằng gì? Mày là thằng gì hả Bùi Trung Hiếu? Đấy, tao chỉ nói đơn giản một cái vấn đề đấy. Tao chẳng coi mày là một thằng anh nữa, mà tao chỉ coi mày là một cái thằng dở. Thế thôi, tao nói thẳng tuyên bố mày là một thằng dở. Đấy. Nó quá rẻ rách luôn cả nhà. Đến 5 triệu nhá, cả nhà, nói thật với cả nhà, hôm qua Trang gọi điện cho lên cho mình, bảo là 2 tháng nay em đòi tiền nó cứ nói dối em là cuối tháng nó trả em. Cứ cuối tháng là nó khất và đến cuối tháng này em nhắn tin gọi điện nó không nghe máy nữa. Thì thử hỏi cái tư cách nó nằm ở đâu? Là một cái thứ hai, nếu như mà Bùi Trung Hiếu mà có hoàn cảnh khổ thật, khó khăn thật, thì đừng có lên mạng mõm, đừng có lên khoe khoang của, thì gì người ta còn cho nợ, lâu lâu trả cũng được, để mà đứng lên. Nhưng mà gì, khua môi muối mép là có xe đẹp đi rồi là có gì, có sổ đỏ rồi, lên đếm tiền. Nhưng mà trời bữa, 2 tháng rồi không giả nổi 5 triệu cho người ta. Mà trong khi đó, người ta giúp đỡ một phát là người ta gì, chuyển cho 50 triệu để mà tiêu. Đấy, cho nên cả nhà thấy ý thức con người nó nằm ở đâu. Nó có làm đâu mà nó ra tiền vào túi nó, tiền của người ta vào túi nó. Nó nghĩ là tiền của nó. Nó cứ thế nó đi tiêu và không bao giờ nó xác định có ngày trả. Cả nhà nhớ, nó không bao giờ nó xác định có ngày trả. Thế cho nên là cả nhà ơi, tôi nói với cả tất cả cộng đồng mạng là gì ạ?
là dần dần mọi cái tương tác của Bùi Trung Hiếu ấy là có nhiều, một hàng trăm hàng nghìn mắt xem ấy, thì hàng trăm hàng nghìn mắt xem đấy người ta cũng chỉ là xem để coi thường, chứ không phải là như ngày xưa mà người ta xem để người ta gì ạ, người ta thấy đấy là con người uy tín. Tôi nói thẳng với anh Bùi Trung Hiếu luôn, kể cả bây giờ anh livestream ấy mà có 500 người xem, 1.000 người xem, thì trong đó ấy là 95% là người ta khinh bỉ anh. Anh đừng vỗ ngực, anh tưởng như thế là gì ạ, là tương tác tốt. Cứ để ý xem, tất cả mọi cái tương tác của anh chỉ có dăm ba người gọi là đến bây giờ vẫn gọi là u mê trong cái việc là anh đánh bóng. Thế thôi, còn cả nhà xem có ai thèm gì là công nhận nó là một thằng thành công trong vấn đề là gì ạ, kinh doanh và biết sống ở trong xã hội không? Đấy, cả nhà cứ để ý mà xem luôn. Đúng rồi, like vừa nói xấu với em nói thật với chị Ngô Thị Thoài này. Nó bảo là nó chấp cả nhà em, chị cả nhà. À, lần trước, à, hôm trước thì Lê Trà có live stream. À, Lê Trà live stream thì có một fan hâm mộ của Lê Trà bằng tuổi Lê Trà 74. Có nói là gì ạ? Là ngồi ở đây thì là chém gió ở kia. Ngồi ở gì ạ? Ở gọi là gì nhỉ? Ngồi ở Đắk Lắk thì là chém gió ở Đà Lạt. Hoặc ngồi ở Đà Lạt thì chém gió ở đâu đó. Nổ như là bom nổ. Đấy, thế là xong nó tức quá cả nhà. Nó vào trong cái người fan hâm mộ của Lê Trà ấy. Nó nói này chứ. À, anh không nợ nó 1.000. Anh chấp cả nhà nó luôn. Nó nói một câu đấy, anh không nợ nó 1.000, chấp ở nhà luôn. Anh với em không va chạm về công việc, không va chạm về kinh tế. Em bình luận như thế thì em có thấy vui hay không? Đấy cả nhà, anh cấm làm sao được người ta bình luận. Bởi vì làm sao? Đấy là quyền cá nhân của người ta, quyền cảm nhận của người ta về con người anh. Không thể nào mà anh bắt người ta được. Bởi vì làm sao? Người ta thấy thực tế như nào người ta nói như thế. Chứ không phải là anh lên để mà anh khua mai, môi múa mép để mà anh mõm mà người ta nghe anh cả đời đâu. Có Lê Trà đứng ra ấy, để mà bóc phốt ý, thì từ giờ trở đi ý, cái việc mà gọi là khua môi múa mép của anh ấy là khó mà thành công được lắm. Kể cả cái việc mà bán cái xe máy Lê Trà bóc phốt cho mọi người thấy đúng không? Nó lên nó bảo là cái xe này ấy, là nó không đi đến để không. Cái mặt nó làm gì có xe cả nhà. Có xe nào nó đi cắm xe đấy và nó bán xe đấy. Trên người nó không có một cái gì về giá trị hết. Bản thân cái dây chuyền ở trên cổ cũng là dây chuyền giả. Nhẫn đeo ở tay cũng là nhẫn giả. Nó làm gì có một cái gì gọi là có giá trị ở trên con người nó. Cho nên là chẳng có một cái gì, bởi vì nó có một cái gì, nó cũng tìm cách để bán đi, để tiêu xài, cũng như là cờ bạc lô đề. Đấy, nhưng nó bảo Lê Trà là cờ bạc lô đề. Thế bây giờ mày có bằng chứng là tao cờ bạc lô đề không? Hay là chỉ có cái mồm của mày tự nói ra thôi? Đấy cả nhà. Thế là cho này, tôi vẫn còn tôn trọng anh đấy. Thế còn người ta mà cho anh vay tiền để mà anh trả cờ bạc lô đề là người ta gọi điện hết cho tôi rồi. Tôi còn chưa muốn đưa bằng chứng ra. Đấy là điển hình là gì? Đấy là anh Hàn. Anh Hàn cả nhà nhớ, là bạn của Bùi Trung Hiếu. Cứ mỗi lần cờ bạc thua là về bắt đầu van vỉ lạy lục vợ chồng anh ấy cứu giúp. Bởi vì làm sao? Lê Trà không có ngu. Không có gì đi cứu mãi một cái thằng cờ bạc. Bởi vì ở cuộc đời sợ nhất là dính về một thằng cờ bạc. Bởi vì khi đã dính vào cờ bạc ấy, nó như là một con thiêu thân. Nó không bao giờ nó có thể gọi là bỏ được. Rất khó luôn cả nhà. Cho nên là gì? Lê Trà xác định là mày tự làm mày tự chịu. Thứ nhất là gì? Công việc mày làm mày không làm. Mà mày đi cờ bạc tại sao tao phải đi giả nợ cho mày nữa? Trước đây ấy, mà mày làm ấy, 1 tháng 30 ngày mày làm được 15 ngày. Thôi thì tao sẽ đi giả nợ cho mày để mày cứu thoát cuộc đời mày. Nhưng mà càng ngày mà càng quá đà đấy. Cả nhà, càng ngày nó càng quá đà luôn. Cho nên là về sau ấy, nó nợ nần ấy, nó phải tự chịu trách nhiệm. Và nó nợ nần người ta đi đòi nó phải tự đi trốn. Tự thôi, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm thôi. Mà bây giờ nó lên bao hoa sốc xin tóc nó bảo này chứ. Nó bảo chứ là Lê Trà ức nó vì thứ nhất là gì ạ? Lê Trà vẫn còn yêu nó để ghen nó. Cả nhà, một cái loại đàn ông như thế có đáng để mà yêu hoặc là ghen không? Là một. Cái thứ hai, nó là cả bảo Lê Trà là ức quá vì gì ạ? Không được ở với Bùi Trung Hiếu, rồi không được Bùi Trung Hiếu kiếm tiền cho. Thôi tốt nhất là mày cút nhanh cho tao nhờ. Chỉ có điều này, khi mày cút đi thì mày đừng có ăn cắp tiền. Nhưng mày cút đi, trước khi cút thì mày ăn cắp tiền. Cho nên tao mới phải lên bóc phốt mày. Anh Trà nói, Lê Trà nói thẳng thế luôn. Em ơi, chị đang live stream không nghe được. Đang live stream nhá. Cả nhà, cho nên là này, nếu như ấy, cả nhà, mà cái vụ cuối cùng mà Lê Trà gì ạ, cái việc công việc cuối cùng mà Lê Trà làm cho một cái thằng lười lao động, đấy là một cái cách là để gì, nó kiếm được cái số tiền nhanh để mà nó trả nợ, cũng như là để trả nợ cả mình luôn. Bởi vì Lê Trà rất muốn cút nó từ lâu rồi, đã muốn đuổi nó ra khỏi cái công việc của mình từ lâu rồi. Nhưng mà nó nợ mình, nó nợ anh em xã hội, nó nợ rất nhiều người. Cho nên Lê Trà thấy là nó sống rất là khổ luôn. Cho nên Lê Trà mới gì ạ, tạo công việc cho nó để cứu mang cho nó. Xong bây giờ nó quay lại, nó ngược lại, nó bảo là gì? Nó bảo là gì? Lê Trà thích ở với nó, yêu nó, còn ghen nó. Xong rồi Lê Trà bảo là, nó bảo là gì? Tao có yêu mày nữa đâu mà mày yêu mày ghen tao. Tao xin lỗi cái thể loạn mày ấy tao. Bao nhiêu lần tao đuổi mày ra khỏi nhà giữa đêm mà mày có nhớ? Tao đuổi tao cút, bảo mày cút ra khỏi nhà vì mày là một thằng gì không bao giờ có ý thức là một con người bình thường. Cả nhà.
ăn cơm người ta nấu xong đàng hoàng rồi cả nhà. Đến bữa cơm Lê Trà là người nấu, gọi lên ăn cơm xong, ăn cơm xong chỉ có việc xuống lại bán hàng để làm thôi. Nhưng mà xuống dở trò dở bài ra đấy, kêu là mệt lắm, việc ốm lắm, không bán được hàng. Xong là quay ra gì like TikTok để tán gái. Lê Trà điên, Lê Trà chửi, Lê Trà bảo luôn, nếu như không làm ấy để mà trả nợ ấy, đi ra khỏi nhà tôi, ra khỏi nhà tôi luôn, vì tôi không chứa chấp một cái loại đàn ông mà lười lao động như anh luôn. Thế là quay ra khùng điên, đập đồ của Lê Trà, đập vỡ cả cái quạt của Lê Trà luôn. Một cái thằng chí phèo mà nó bảo là Lê Trà còn yêu nó, yêu nó để mang vác họa vào thân đấy, ở cạnh nó làm việc đã vác họa vào thân rồi, chưa nói bảo là đi yêu nó. Người phụ nữ nào mà đi qua cuộc đời nó là gì ạ, là coi như là thấm đủ tất cả những cái chuyện đau thương. 10 người phụ nữ đi qua cuộc đời nó thì đều bị gì ạ, mất tiền cả nhà nhá. Mà duy nhất Lê Trà là người tạo dựng công việc cho nó đấy. Nó thằng này cực kỳ là mất dạy luôn, cực kỳ mất dạy luôn. Lê Trà nói thật với cả nhà, nó bảo này chứ, nó bảo là Lê Trà tức nó lắm, chẳng qua là không tìm được để đánh thôi, không đánh được thì ngày nào cũng lên mạng để nói này, tao thật nói với thằng Bùi Trung Hiếu này, tao muốn đánh mày dễ lắm, đơn giản lắm, tất cả anh em cả nước ấy là bảo tao là gì ạ, là có cần đánh mày không. Lê Trà bảo là không bao giờ đánh người, đánh người là thứ nhất là vi phạm pháp luật, thứ hai nữa là cái đấy là cái không tốt, cái đấy nó sẽ là về sau cái nghiệp nó quật vào mình không tốt. Mà đánh vào gì ạ, đánh vào cái đầu óc của anh, và đánh vào cái gì ạ, cái tự trọng của anh, và đánh vào cái uy tín của anh, thì cái đấy mới là cái đau. Còn đánh vào người ấy, thứ nhất là mình người là người không có văn hóa, thứ hai là người mình là người vi phạm pháp luật, và thứ ba đánh nó xong nó lành, nó vẫn là như vậy, nhưng khi mà uy tín nó bị mất ý, cả đời này nó không bao giờ ngóc lên được. Đấy mới là cái Lê Trà muốn đánh vào. Cho nên là cả nhà, Lê Trà đã dùng một cái từ là gì, là một thằng đàn ông quái gở trong cái cuộc đời này luôn. Quái gở ở chỗ gì, là nó không có liêm sỉ. Bởi vì một thằng đàn ông mà có liêm sỉ, thế mà khi bị một người phụ nữ xúc phạm chỉ một câu thôi, là người ta đã thể hiện khí chất của một người đàn ông rồi, chứ không phải để cho Lê Trà chửi cho nhục như thế đâu cả nhà nhá. Không dám đối mặt, chặn hết tất cả điện thoại tin nhắn, nó không dám nghe, không dám gì liên lạc gì với mình. Bởi vì sao? Thứ nhất là bản chất của nó như nào Lê Trà là người hiểu rõ, thứ hai là nhân chứng của Lê Trà về việc là nó lừa đảo là Lê Trà có, thứ ba nữa là nó nợ mình có giấy tờ. Tất cả những cái đấy thôi đã đủ nói lên gì là nó là thằng nói phép, nó là thằng đặt điều và nó là thằng nói điêu. Cho nên đấy, Lê Trà càng ngày là xem livestream nó càng thấy nó trơ trẽn, nó nói mà cái mồm nó có sẹo cả nhà, cái mồm nó có một cái sẹo rất to ở đây, là vì gì, là tội bố láo người ta đánh cho thì có sẹo đây, mà nó còn không chừa. Thế thì cả nhà hỏi, thử hỏi là Lê Trà có cho người đánh nó thì liệu nó có chừa hay không. Cho nên là không cần phải đánh. Đáng nhẽ là Lê Trà dừng lại cái việc mà lên mạng để nói rồi, nhưng mà Lê Trà tiếp tục nói để cho gì, để cho những ai mà chưa biết tiếp tục biết về nó luôn. Thằng này nó rất là gì, nó rất là gì, cực kỳ là vô liêm sỉ luôn. Nó không biết là gì, mỗi lời nó nói ra một cái livestream của nó thì cái lượng người khinh nó lại càng tăng lên. Nó là thằng vô liêm sỉ mà cả nhà, vô liêm sỉ, nó thẳng ra là vô liêm sỉ luôn. Đến anh em xã hội bây giờ cả nhà, nói thật với cả nhà, nếu mà nó ra miền Bắc không sống nổi luôn, nó không lừa được ai ở miền Bắc nữa. Và nó ra miền Bắc ấy là nó đi đâu nó cũng phải gì ạ, đội mũ và đeo khẩu trang thật kỹ. Cho nên là bây giờ nó mới lộn vào trong miền Nam để nó tìm những người mà chưa biết về gì ạ, về con người của nó, để nó dựa dẫm, để nó bám nó nhờ. Cả nhà, bố đang ốm nặng nằm ở nhà, nó cũng không chăm sóc, nó cũng không gì có trách nhiệm gì hết, nó chỉ biết đi trốn và bao hoa. Đấy, cả nhà thấy một thằng đàn ông như thế liệu có được hay không? Đấy, một thằng đàn ông như thế, ba thằng con trai hẳn hoi, không có trách nhiệm, không có nuôi nấng, không có quan tâm một đứa nào hết luôn cả nhà nhá. Hai bà vợ đều khinh nó, chưa kể những cái bà vợ gọi là những cái bà vợ hờ, tức là gì, ở một vài năm mà không có một cái gì gọi là gắn kết cả, cả nhà, người ta đều khinh nó và đều nhắn tin gọi điện cho Lê Trà. Và 10 người phụ nữ đi qua cuộc đời nó thì cả 10 người nói với Lê Trà về con người nó đúng như nhau, không có ai khác hết. Cho nên là việc gì phải khoe khoang, Lê Trà có bao giờ phải lên và khoe khoang là ôi trời ơi tôi giàu có lắm đúng không, là tôi nhiều tiền nhiều của lắm, tôi có cái gì hay không thì tự bản thân tôi biết. Mà tôi cũng chẳng cần phải lên khoe, vì nhiều người giỏi hơn tôi, nhiều người giàu có tôi, người ta còn chưa khoe thì tại sao tôi lại lên khoe để làm gì, đúng không ạ nha. Bởi vì cái việc mà nói phét ý, không ai đánh thuế cả. Cái việc đó, nói phét có ai đánh thuế đâu. Bây giờ Lê Trà ngồi này, Lê Trà bảo là tôi có 1.000 tỷ, có ai đánh thuế tôi đâu, có ai bắt tôi đâu, đúng không? Nhưng đấy là do cái mồm tôi nói, nhưng mà nó xấu hổ lắm, nó ngượng lắm, bởi vì có thật thế đâu mà nói như thế. Cho nên là nó là thằng vô liêm sỉ ở cái chỗ đó, là mày nói mà mày không biết ngượng cái mồm mày luôn. Bản thân mày nói xấu tao ấy mà mày còn không biết ngượng cái mồm, bởi vì tao chính là người ấy, là giúp đỡ của mày. Và bây giờ sau 2 tháng cả nhà ấy, sau 2 tháng lang bạt khắp nơi, ba hoa chém gió các kiểu nghề, cuối cùng vẫn phải quay về cái nghề mà Lê Trà là người dẫn dắt.
Thế thì cả nhà thấy là Lê Trà đã có công chưa? Nếu như không có cái nghề mà Lê Trà dẫn dắt thì bây giờ nó là cái thằng làm cái gì? Đấy, cả nhà thấy không? 2-3 tháng rồi đi khua môi múa mép là làm hết cái nọ đến cái kia. Anh không bán hàng nữa. Cuối cùng bây giờ vẫn để về quay về với cái nghề mà Lê Trà hướng dẫn. Xong là bây giờ có người ta tài trợ, người ta mua hàng cho. Bảo là bây giờ ai mà đặt hàng ấy cũng không biết làm gì. Đóng hàng không biết, gửi hàng không biết, chiết nước hoa không biết. Thế thì bây giờ 4-5 năm mày làm thì cái đầu óc của mày ấy là nó có tập trung, nó có để ý vào việc gì không? Hay là mày chỉ là cái thằng gọi là lên ba hoa xít tóc xong xuống đi đánh bài đánh bạc? Đấy, cả nhà cứ đấy nhìn đấy mà thấy đấy. Người ta làm còn không có đủ thời gian để mà làm. Cả nhà, ngày hôm qua Lê Trà nói thật với cả nhà này này. Đúng rồi, chị Ubi, Ubi. Chị Ubi này. Lê Trà có không có cái gì thì cũng không phải việc của nó. Đúng không? Mà Lê Trà có cái gì thì cũng không phải việc của nó. Bây giờ ví dụ như là bây giờ bạn Quý Đào, anh Quý Đào, đúng không? Ví dụ như anh Quý Đào hoặc là bạn Ruby, mà bây giờ Lê Trà lên mạng bảo là bạn Ruby ơi, bạn chẳng có gì, bạn chẳng có xe máy mà đi, bạn chẳng có ô tô mà đi, bạn chẳng có nhà để ở. Thế thì cả nhà nói, cả nhà nghĩ như thế nào? Bởi vì tôi ngồi ở đây bạn có bắt được tôi đâu? Bạn có biết tôi ngồi ở đâu đâu, tôi thích nói thế đấy, tôi khiêu khích tôi nói thế đấy, đúng không? Đấy, ví dụ tôi nói bạn ngang nghĩa là như này, là bạn làm gì có nhà để ở, bạn làm gì có xe để đi? Trong khi đó bạn rất là nhiều tiền, bạn rất giàu có, thì bạn nghĩ thế nào? Cho nên là mõm nó vẫn là thằng mõm, nó lại là một thằng đàn ông nữa thì nó càng hèn mặt. Cả nhà, nó càng hèn mặt luôn. Tại sao bây giờ lại lên phải nói như thế? Nói như thế thì là cộng đồng mạng coi thường tôi á? Không có đâu, kể cả tôi không có tiền mà tôi sống gì à? Sống đúng sống chuẩn, chẳng có lý do gì mà tôi không có uy tín cả. Một người ta làm ăn lương thiện, kể cả người ta làm những nghề mà gọi là khổ cực vất vả nhất ở cuộc đời này, vẫn là một người tốt. Chứ không phải là người ta phải có gì thì người ta mới là người tốt. Cả nhà, cho nên là tại sao mà Lê Trà nói là khi mà nó có tiền ấy là nó nghĩ ra đủ mọi cái việc xấu, còn hơn cả cái lúc nó chưa có tiền. Đấy, cả nhà thấy không? Rồi, còn khi mà nó không có tiền ấy thì nó còn ngoan như một con cún để làm việc cho Lê Trà. Nhưng nó khi nó trôm được một ít tiền, nó có một ít tiền, nó bước ra đường ấy là nó dở trò gì à? Thằng là một thằng gì à? Là một thằng lật lọng, là một thằng gì à? Ăn cháo đó bác, là một thằng gì à? là vô liêm sỉ luôn. Còn khi nó ở với cả mình, cả nhà thấy khi nó còn ở với Lê Trà để làm việc, nó không bao giờ nó dám nói xấu Lê Trà một câu đâu. Bởi vì hàng ngày ai nấu cơm cho nó ăn, ai lo nhà cho nó ở, ai tạo công việc cho nó và ai cứu thoát nó, cho nên nó đâu có dám nói gì. Nhưng khi nó trôn được tiền của mình, nó bắt đầu có tiền, nó bước chân ra ngoài xã hội là nó bắt đầu nó lật mặt luôn. Thế thì cả nhà thấy Lê Trà nói cái câu là đúng không? Khi mà một người ta có tiền mà ta làm người tốt thì cái tốt của người ta chỉ có tăng lên. Nhưng khi một người ấy mà xấu ấy, khi mà người ta không có tiền ấy thì còn ngoan một chút. Nhưng mà khi bắt đầu có tiền ấy là nó bắt đầu nó khốn nạn. Đó, đấy chứng minh cho mọi người thấy luôn là như vậy luôn. Chính xác là như vậy luôn. Đấy, bản chất ngộ lộ nguyên hình khi bắt đầu có một chút tiền. Cả nhà thấy ngày xưa ở với Lê Trà làm việc cùng nhá, đến ra ngoài ăn sáng sau 5 giờ nó còn không dám ra, nhưng mình phải đi mua cho nó hoặc là thằng em mua đi cho nó. Đến bây giờ nó có một chút tiền ấy, nó chạy vào trong miền Nam, nó định anh này em kia để mà sống. Vì nó có một chút tiền mà, thì nó quay bắt đầu ra thì nó nói xấu mình. Thế tại sao tao xấu như thế với mày mà mày ở làm việc với tao 3-4 năm mà mày không nói xấu tao từ những lúc đấy đi, mà bây giờ mày trôm tiền mày đi thì mày mới bắt đầu nói xấu? Thế có phải là khi mày bắt đầu có tiền thì mày bắt đầu rửa mày rửa mặt không? Mà tiền đấy có phải là nó làm ra đâu, tiền đấy là Lê Trà làm ra, còn nó chỉ là người ấy, là gọi là ké nhờ vào công việc thôi. Cả nhà nhớ, nó là một thằng lý thông mà cả nhà, nó chính xác là một thằng lý thông thời 4.0 luôn. Chẳng một thằng lý thông luôn, bao nhiêu công sức của bao nhiêu người làm để mà gọi là kiếm tiền, nó lừa nó mang đi tất, nó không biết ngượng, nó không biết nhục luôn. Cả đời nó không bao giờ ấy kiếm tiền để mà mua được cái gì cho bản thân. Cả nhà, bây giờ nó lên livestream ấy là áo nó mặc là Lê Trà mua, quần nó mặc là Lê Trà mua, giày nó đi là Lê Trà đi mua. Còn bản thân nó chưa bao giờ nó bỏ tiền để nó mua được một cái gì cho bản thân nó, mà nó có tiền đó nó phải gửi đi, nó đánh lô đánh đề, nó phải chơi gì ạ, nó phải chơi trắng cạn, nó phải chơi sóc đĩa. Cả nhà nhá, tất cả những người bạn anh em ở quê nó, cả nhà có muốn, chẳng qua người ta không muốn lên mạng thôi, bởi vì nó là cái mặt xấu của xã hội. Còn tất cả các anh em đều biết Lê Trà là người mang tiền của mình đi để mà cứu nợ nó, cái đó có bằng chứng hết tất cả mọi cái luôn. Nếu như mà ra công an pháp luật ý mà người ta bảo là Lê Trà có bằng chứng không, Lê Trà đưa hẳn về gặp những người ấy luôn để cho nó biết là có bằng chứng hay không. Đấy, đấy chị Ruby thì thấy không, em không có nhà ở mà là em lại có chỗ bán hàng như thế này, đúng không? Tôi cần gì tôi phải phô trương. Cả nhà ơi, rất may
là nó nghĩ nó biết như thế. Chị Ruby ạ, em cũng rất may là gì ạ, là em giấu được tất cả những cái gì ạ, cái đời sống cuộc sống của em ở đằng sau luôn. Nên là nó nghĩ là em không có gì. Chính vì nó nghĩ em không có gì cho nên nó nghĩ là không lợi dụng được nữa thì nó mới gì bỏ đi. Còn nó mà nghĩ là em có gì còn nhiều ấy, chị ơi, nó còn bám. Nó còn bám giết luôn. Cho nên thôi cả nhà, trong cái rủi là có cái may. Trong cái rủi là có cái may là gì? Nếu như ấy mà không có việc mà nó trông tiền nó phải đi bỏ trốn ấy thì cả cuộc đời này lên trả vẫn còn khổ với nó. Là vẫn thương người, vẫn cứu giúp nó. Thôi, đấy cũng là một chuyện may cả nhà. Quá may luôn, quá may. Tự mày cút ra khỏi cái công việc của tao, cuộc đời của tao. Thế là quá gì? Quá may mắn luôn. Nên cha cho đây là một sự may mắn luôn. Đấy, và bây giờ nó vẫn nghĩ là mình không có gì. Ừ, không có gì, may quá. Không có gì để mày lợi dụng được, thế nên mày mới cút. Chứ không ha, tao có đánh đập hay làm sao mày không cút luôn. Mày có tự giác mày cút đâu. Mình, cả nhà. Nó là loại đào mỏ mà cả nhà. Nó là loại đào mỏ luôn cả nhà. Chính xác, chị Hà Đỗ Hà, em nói thật với chị. Chính xác nó là thằng đào mỏ để mà sống luôn. Dựa dẫm ăn bám ăn dựa. Đấy cả nhà xem nhá. Bây giờ lên Trà ngồi ở nhà mình, đúng không? Bán hàng sản phẩm của mình, tiền của mình đầu tư. Nó thì bây giờ bám dựa đi ở nhờ. Người khác phải bỏ tiền cho nó. Mà bây giờ nó bảo là gì? Nó bán hàng nó không biết cách làm gì. À thế thì vậy ai dám đầu tư nó? Ai dám đầu tư nó? Đấy cứ đầu tư đi rồi sẽ biết là thất bại như nào. Rồi đi vào đây. Cả nhà ơi, để cho nó biết tiền để mà đau đầu ở cả nhà, đúng không? Cho nên là cả nhà ấy, đã khi đã biết bản chất nó như thế thì không bao giờ để cho nó biết là mình có gì. Đấy, nó nghĩ là không có gì đấy cả nhà. May quá, nó nghĩ là nó không là mình không còn gì cả nhà. Đấy, xong rồi nó nghĩ là mình sắp hết hợp đồng thuê nhà ấy là nó sẽ không có chỗ ở. Thế nó bị nghĩ cách nó trông thì nó cút đi. Cả nhà may quá. May quá là thôi, cũng là gì ạ? Trong cái rủi là mình mất tiền. Nhưng mà nó lại có cái may là gì ạ? Là nó tự nghĩ rằng mình không còn gì để nó cút. Nói thẳng luôn là nó nghĩ mình không còn gì để nó cút, may quá. Quá may luôn. Đấy. Vâng, Thái Nguyên ạ, à, đường. Cả nhà, bây giờ Lê Trà nói thẳng, nói đúng sự thật luôn. Cho nên là nếu như Trà không nói đúng nhá, cả nhà nhá. Nếu Lê Trà không nói đúng, tại sao tự nó lên mạng nó nói là Lê Trà không có gì? Bởi vì nó nghĩ là mình không có gì nữa, nó không lợi dụng được nữa, nên nó mới cút ở nhà. Chứ không, nếu như mà nó nghĩ còn có gì thì không bao giờ nó nói xấu mình. Nó còn bám, nó còn dựa, nó còn hoanh hoang chán, cả nhà. Đấy. Cho nên là nó càng nói thì nó càng thể hiện gì là Lê Trà nói đúng. Đấy, tất cả mọi cái bằng chứng mọi người thấy Lê Trà nói đúng không? Rất chuẩn luôn. Tất cả con người nó chỉ đến với người ta vì tiền. Tất cả nó đến với người ta đều vì tiền và đều vì mục đích là lợi dụng hết. Mà khi nó không lợi dụng được, mà nó biết người đấy không còn tiền nữa thì nó cút. Và nó sẽ chuyển sang người khác để nó lợi dụng người khác. Đấy, cái lời nói của nó trên mạng ấy, nó nói Lê Trà không có gì. Đấy, vì nó nghĩ là mình không còn gì, mình không có gì. Mình nó đi là mình chết, cho nên là nó là một thằng rất khốn nạn. Ở chỗ là gì? Khi mày khổ nhất ở cuộc đời mày ấy, thì tao là người cứu giúp mày. Tao nâng đỡ mày và cho mày công việc. Nhưng khi mày nghĩ rằng là gì? Mày đi tao sẽ khổ vất vả. Và tao không còn gì ấy, thì mày quay lưng mày bỏ đi và mày nói xấu tao. Vậy thì mày có phải là thằng gì khốn nạn không? Mày có phải là thằng vô liêm sỉ không? Cả nhà thấy có phải nó là một thằng đàn ông vô liêm sỉ không? Trong khi đó, một người bạn nâng đỡ mình, một người giúp đỡ mình như thế từng ấy năm. Mà bây giờ nó chờ đến lúc mà mình không còn gì, cứ cho là việc nó đúng là không còn gì đi, đúng không? Thì lúc tôi khó khăn thì anh càng phải ở gì ạ? Ở lại để mà làm. Đúng không? Để mà gọi là cứu người bạn mình vì người bạn mình đã từng cứu mình. Nhưng nó thì quay lưng bỏ đi. Và lên trên mạng nói là Lê Trà không có gì. Thế thì cả nhà thấy là Lê Trà chứng minh điều đấy đúng không? Đấy, cho nên là hỡi những người mà bỏ tiền ra đầu tư cho Bùi Trung Hiếu, nghe Lê Trà nói ngày hôm nay để biết một ngày nào đó khi mọi người ấy mà không gì ạ, thỏa mãn cái việc nó lợi dụng nữa, nó sẽ quay lưng và nó sẽ nói xấu và nó sẽ bước đi ngay. Nó là một thằng như thế, bản năng con người nó là một thằng đều như thế. Đấy, một thằng đều, một thằng rất đều luôn. Nó đang xem đấy cả nhà, tất cả các live stream của Lê Trà nó đều xem. Và nó đều xem tất cả các bình luận của mọi người luôn. Lê Trà biết hết mà. Và những ai mà bình luận nói xấu nó là nó vào thẳng trang cái đấy để nó gì ạ? Nó nói mỉa, nó dốc, nó dọa. Đấy, Lê Trà có phải vào từng ai để mà giải thích là tôi là người thế nọ, tôi là người thế kia. Mọi người vào kết bạn Zalo với mình, vào trong trang của mình, hỏi mình là em ơi thế này thế kia. Lê Trà bảo là mọi người hãy xem tất cả các live stream của Lê Trà đi. Lê Trà không có nhiệm vụ để giải thích với ai hết. Bởi vì làm sao? Lê Trà không muốn nói xấu sau lưng. Mà Lê Trà muốn nói công khai trước tất cả cộng đồng mạng, chứ không muốn nói xấu sau lưng nó. Không lại cứ ai đến hỏi thì Lê Trà lại trình bày, trình báo các thứ lại thành ra mình là người nói xấu. Không hay. Nó câu chuyện nó trở đi thành cái khác. Mà Lê Trà chỉ nói mọi người là đấy, Lê Trà đã bóc phốt rồi. Và chứng minh cho mọi người tất cả rồi thì mọi người cứ lên xem tất cả để mọi người hiểu cảm nhận. Mọi người cảm nhận như thế nào là do mọi người hết. Mọi người cảm nhận là sai thì là sai. Mọi người cảm nhận là đúng thì là đúng. Còn quan điểm của Lê Trà là không muốn nói xấu mà lên bóc phốt.
Thế thôi, còn tôi đã xác định là gì? Là số tiền này rất khó đòi. Bởi vì sao? Nó làm gì có tiền mà nó đòi? Tiền chưa vào túi nó thì đã bay gì rồi? Thì nó làm gì có tiền mà đòi? Mà đánh nó thì bây giờ được cái gì? Đánh nó thì nó thật với cả nhà này, đau tay mà vi phạm pháp luật. Nó bị đánh đến là vấp mồm như thế này, có một cái sẹo to như thế này mà nó còn không chừa. Thì mình có đánh nó thì để giải quyết vấn đề gì đâu. Đấy. Vâng, anh Hoàng Xuân Đồng anh chia sẻ của em. Anh là người Việt Nam, anh chia sẻ giúp em cái livestream này luôn. Anh chia sẻ, em rất cảm ơn luôn. Và tất cả anh em YouTube nhá, là khi mà em nói như này, người ta đều đưa lên YouTube và tất cả mọi người đều biết về nó hết luôn. Nói đích thị luôn, tên là Bùi Trung Hiếu và tên trong chứng minh thư là Bùi Cao Hiếu. Đấy. Sinh ra và lớn lên ở Tiền Yên, Hoài Đức. Nói thẳng bóc phốt thẳng luôn, chứ không phải là tôi phải nói bóng nói gió. Tôi không phải nói bóng nói gió, tôi nói đích thẳng luôn. Thế còn này, nó bảo là nó kiện Lê Trà về việc chửi nó. Lê Trà nói này này, nếu như kiện ý, mà tôi ra pháp luật ý, tôi mang được hết bằng chứng ra thì anh chỉ có là người thua. Anh thua bởi vì sao? Tôi đang làm việc tốt cho xã hội là gì? Đừng có lừa đảo nữa, đừng có mõm nữa, và đừng có ăn bám ăn dựa nữa. Không ai gì, người ta kiếm tiền để mà đổ vào cho một cái người mà gọi là sống lật mặt như thế để làm gì, để cho phí cả tiền của người ta kiếm được bao nhiêu năm. Tôi chỉ là muốn nói với thông điệp với tất cả mọi người như thế luôn. Đấy, nó bảo là nó bán hàng là chỉ để cả nhà cứ theo dõi để xem nó bán hàng như thế nào, xem nó phục vụ mọi người như thế nào, xem nó điều hành công việc bán hàng của nó như thế nào. Cả nhà nhớ, cả nhà hãy theo dõi, nó nói là mùng 9 này nó bắt đầu bán hàng. Cả nhà theo dõi mùng 9 này nó bán hàng. Còn tôi còn anh, nó bảo với cả Lê Trà này này, nó bảo với Lê Trà là thế, là nó bảo với cả fan lên bài của Lê Trà này, anh không nợ nó 1.000, anh chấp cả lò nhà nó này, cả lò nhà tôi chưa cần phải động đến anh, mà chỉ có một bình tôi động đến anh là chết rồi, chứ đừng nói cả lò nhà tôi. Nói thẳng luôn, cả lò nhà tôi còn rất nhiều công việc để làm, mà chỉ cần một bình tôi thôi là anh đã đủ thì liêu siêu ở cái cuộc đời này rồi. Cho nên là nói cũng chỉ là mõm thôi. Nếu như anh bảo anh chấp cả lò tôi ấy, chứ tại sao anh lại trừ ra một mình tôi? Anh chấp cả lò tôi, tại sao anh trừ một mình tôi? Vì tại sao điện thoại nhắn tin anh đều không dám nghe? Còn anh có giỏi anh ngồi trước mặt tôi và ngồi trước gì ạ, công an phường không? Nói rằng thằng Bùi Trung Hiếu này không hề nợ Lê Trà 1.000 nào không? Và thằng Bùi Trung Hiếu này ý, là sống rất tốt mà Lê Trà gì ạ, nói sai thì thực thật không? Nếu như mày dám đủ can đảm với tao, mày sẵn sàng ngồi ở công an luôn. Mày khỏi phải làm đơn kiện, mày gọi tao bất cứ lúc nào, tao tập trung lúc đấy luôn. Để tao chứng minh cho tất cả gì ạ, là ban ngày người ta hiểu được rằng tao đang nói thật hay là tao nói dối. Bởi vì khi mà tôi đã nói thì là tôi phải có bằng chứng nhân chứng, và tôi đã cả nhìn thấy những người nó lừa, bị lừa rồi. Và tôi rất mong là pháp luật xử lý nó, chứ không phải là gì tôi sợ nó phải đi kiện. Nếu như thay vì mày viết đơn mày đi kiện ấy, mày ra thẳng công an luôn ở bất cứ khu vực nào, mày nói là Lê Trà bóc phốt sai Bùi Trung Hiếu, nói sai sự thật Bùi Trung Hiếu, đề nghị triệu tập Lê Trà, tôi triệu tập ngay tức luôn, tôi sẵn sàng tôi ra cùng tất cả những người bị lừa luôn. Nào bây giờ xem mày có dám làm như thế không? Nếu mày bản lĩnh mày làm được như thế thì tao nể mày luôn. Tao nể mày luôn thằng Bùi Trung Hiếu ạ. Đấy, Bùi Trung Hiếu là chồng Lê Trà, chồng ở Dĩ Vãng cả nhà nhá. Nó là chồng ở Dĩ Vãng và nó cũng chỉ là sống thử thôi cả nhà, còn trên pháp luật giấy tờ chẳng có bao giờ là chồng hết. Đấy, Lê Trà nói một điều thẳng đấy luôn. Sau đó thì công việc vướng mắc với nhau thì phải làm việc với nhau thôi. Đấy, nó bảo là Lê Trà là nó ăn, nó ở, nó ngủ với Lê Trà 4 năm, có hơn 1 năm là tôi đã chán ngán đến tận cổ với nó rồi, là tôi đã cảm thấy nó là một thằng gì trí phèo trong cái xã hội này rồi, là một thằng vô công rồi nghề, là một cái thằng gọi là phá phách. Nó không biết điểm dừng, cho nên là Lê Trà đã có một người đàn ông khác. Nói thật với cả nhà ấy, là khi mà 2 năm nay nó ở làm việc với Lê Trà, nó đã biết Lê Trà có một người đàn ông khác. Và người đàn ông đấy là hàng ngày còn nấu cơm cho nó ăn, chăm sóc nó và coi nó như một anh trai. Bởi vì người đàn ông đấy trân trọng Lê Trà thì bắt buộc là phải trân trọng cái người mà làm cùng với Lê Trà. Như thế là một cái văn hóa rất tốt. Chứ còn nếu như là một người ấy, người ta không văn hóa thì người ta sẽ gì? Hắt hủi, người ta sẽ chửi bới. Đúng không cả nhà? Nhưng gì người ta vẫn trân trọng, bởi vì người ta trân trọng Lê Trà. Người ta trân trọng mình, người ta trân trọng Lê Trà. Cho nên là cái quan hệ của Lê Trà khi nó rõ ràng mạch lạc ấy, thì người ta sẵn sàng, người ta gì? Không tiểu nhân, mà người ta sống đúng chuẩn, sống chuẩn luôn. Đấy. Thằng này là một cái thằng, nói thật với cả nhà, đến bây giờ nó vẫn khua môi múa mõm được. Thì cả nhà thấy là nó là có phải là một thằng gì ạ? Là vô liêm sỉ không? Một thằng không biết ngượng, biết nhục là gì. Trước đây lượng tương tác của nó lên một cái livestream rất nhiều người bình luận. Bây giờ nó lên nó nói cả tiếng đồng hồ chỉ có vài người nói chuyện mà nó không biết nhục. Bây giờ nó bán hàng thử xem, cả nhà xem nó phục vụ khách kiểu gì, và xem ai còn có lòng tin với nó. Còn Lê Trà rất mong nó thành công. Nếu nó thành công, nó mà chôn tiền của mình, mà nó tự bỏ tiền đấy ra và nó đầu tư, và nó tự gì ở xây dựng cái hệ thống bán hàng của mình, và nó phát triển, Lê Trà thấy là cái việc đấy là để nó đã làm được một việc tốt, kể cả nó có lừa mình tiền được. Nhưng để xem nó làm như thế nào, cả nhà, để xem nó làm ăn nào. Bây giờ Lê Trà biết đích xác nó ở nhà ai luôn, và biết đích xác nó ở đâu luôn. Đấy, nó ngồi ở
cái bộ bàn ghế gỗ đấy, ở nhà ai đấy chẳng biết đích xác luôn. Nếu như mình là một người côn đồ nhá, mình sẽ cho người đến là thứ nhất là đòi tiền, thứ hai là gì ạ? Dì đưa ra pháp luật luôn, đúng không ở nhà? Nhưng để cho nó cơ hội sống đấy cả nhà. Vẫn nói với cả anh em pháp luật là gì? Để cho nó xem cho nó sống như nào. Nhưng mà chưa hôm qua nó vẫn lên gì ạ? Tào lao bí đao, nó vẫn gì ở mõm. Cho nên là hôm nay mày nhận tiếp gì ạ? Mày nhận tiếp báo táp từ Lê Trà luôn. Lê Trà nói thẳng là báo táp luôn. Cứ mỗi ngày ấy, mà mày động đến Lê Trà ấy, thì mày lại thêm một trận báo táp vào cuộc đời mày. Tụi Trung Hiếu ạ, nó xem hết livestream với cả nhà. Tất cả những cái livestream trực tiếp của Lê Trà đó, nó để xem hết. Nó xem hết tất cả cả những cái bình luận của mọi người luôn. Đấy. Vẫn đi xem nhạc, Lê Trà đã nói với cả anh Phạm rồi. Đã bảo là nó không có một cái gì, mà chỉ có đi vay, đi mượn và đi gì ạ? Đi thuê. Nó là thằng mõm mà này, nó sống bằng nghề mõm. Cho nên là nó cứ thấy ai có tiền, có nhà, có cửa là nó ăn bám ăn dựa vào để nó mượn tài sản của người ta để nó thì trưng nó bảo đấy là của nó. Đấy. À, Bùi Trung Hiếu bảo em không có nước hoa bán đâu. À, đấy. Bây giờ thế cho nên là này, ở nhà thấy cả nhà thấy nó ăn cháo đã bát chứ. Ngày xưa nó ở với Lê Trà ấy thì nó nói Lê Trà rất là tốt, đúng không? Là một người trợ lý của Bùi Trung Hiếu. Rồi là cái gì cũng gì ạ? Là rất là hiểu biết, đúng không? Bây giờ nó quay ra nó bảo là mình có nước hoa để bán không? Mày đặt tao 1.000 chai xem tao có gì ạ? Tao có bán cho mày được một lúc không? Mày cứ đặt thử đặt đơn 1.000 chai với điều kiện mày phải chuyển khoản hết cho tao. Tao để cho mày giá gốc luôn, tao không bao giờ lấy lời một đồng luôn. Mày đặt thử tao 1.000 chai xem tao có cung cấp được cho mày không? Mày nổ luôn đơn đi. Bùi Trung Hiếu, mày nổ luôn đơn. Cho nên là mày nói phét. Mày nói phét, mày không cảm thấy cái mồm mày ấy là nó có sẹo mà mày còn gì, mày có lên mày khu môi 1 mét. Càng mày càng nói thì người ta càng khinh mày. Nói thật với cả nhà luôn. Quá khinh luôn. Mọi người xem cái livestream của Bùi Trung Hiếu xong quay sang nói với Lê Trà là thằng này nó không biết nhục em ạ. Thằng này nó không biết ngượng, không biết nhục. Nó nghĩ là nó thao túng được cộng đồng mạng mãi. Đấy. Cứ tưởng là đại gia. Đại gia gì nó? Nó là đại gia thì cả nhà ấy, nó là đại gia, nó không phải lên mạng nó khu môi 4 mét thế đâu. Nó không phải nay đi ở nhà người này nhờ, ngày mai ở khách sạn nhà nghỉ thuê. Đấy, lần trước thì chưa có chỗ bám dựa ở nhà. Ở khách sạn nhà nghỉ, ngồi trước cái bức rèm của nhà nghỉ ở nhà. Hết nhà nghỉ này, khách sạn kia. Xong bây giờ tìm được cái chỗ bám dựa bắt đầu hoanh hoang. Lên nói xấu mình. Bây giờ mày cứ thần đủ đơn 1.000 chai nước hoa sang tao cung cấp được cho mày không? Thế còn bây giờ tao đặt mày 1.000 chai nước hoa ấy, mày có làm được không? Hay là mày phải đi nhờ vốn của người khác để kêu gọi? Mày lại phải đi van lệ người ta. Đấy, cả nhà đây chàng nói chỉ có đúng, đừng nói là nói sai. Cho nên là may quá cả nhà, may quá là nó tưởng là mình hết tiền không còn gì. Còn nó mà tưởng là nó còn biết mình còn có nhiều tiền nữa rồi. Thằng này nó còn bám, thằng này còn dựa, nó còn làm ám ảnh cuộc đời của mình á. Chưa biết lúc nào mới gọi là thoát được chết ở nhà. Thế cho nên là đến bây giờ ấy, nó cua môi múa mép ấy, nhưng mà bản thân ở trong người đầu nó nghĩ này, cả nhà. Tôi nói với anh Bùi Trung Hiếu một lần nữa này. Khi nào cuộc đời anh ấy, nó rơi vào cái tình cảnh ấy là gì ạ? Là sống như một thằng ăn mày. Bây giờ nó sống như một thằng ăn mày rồi. Ăn mày là gì? Ăn mày tất cả các cửa nhà những anh em, đấy gọi là ăn mày rồi. Thì lúc đấy mày sẽ nghĩ là gì? Ngày xưa mày ở nhà mày được Lê Trà và bạn trai của Lê Trà chăm sóc mày như thế nào? Mày sẽ nghĩ chứ, mày sẽ nghĩ những cái năm tháng đó trong đầu mày nghĩ được, mày nhớ được. Nhưng khi mày phát ngôn ra mồm ấy thì mày nói phản bội. Cho nên là mày ấy, cả đời mày cũng chỉ được đến như thế của Trung Hiếu ạ. Lê Trà nói thẳng vào mặt nó luôn, nổ thẳng vào mặt nó luôn. Giang hồ gì nó? Giang hồ nó phải có bản lĩnh. Với một người đàn bà bóc phốt mà nó còn không dám đối mặt thì giang hồ nó nằm ở đâu? Bản lĩnh thằng đàn ông nó nằm ở đâu? Quá may đấy cả nhà, quá may là nó tưởng Lê Trà hết sạch không còn gì đấy. Nó mới bỏ đi đấy. Nó nghĩ là ôi còn một tháng nữa, Lê Trà không có tiền để thuê nhà. Thế mày nghĩ tao như thế thì mày mới chuồn đúng không? Chứ mày nghĩ mà tao còn tiền còn cổ còn tài sản ấy, còn ô tô để mà mày cưỡi đi á, thì mày còn ám ảnh cuộc đời tao. Cả nhà thấy Lê Trà nó có đúng không? Thấy nó có đúng không? Đấy, nó là một thằng đàn ông hèn mặt thì nó mới lên nó mạng nói những câu đấy. Bạn nghe chiến, đấy là trước đây đấy cả nhà. Trước đây là gì nó đóng kịch. Cả nhà, cái việc hạnh phúc là nó đóng kịch. Còn chả sống với nó một ngày là gì dông bão. Một ngày là gì đau đầu hại não. Nó chỉ là diễn kịch thôi. Bạn nghe chiến nhá, nó chỉ là diễn kịch thôi. Còn sự thật đi, nó mãi mãi nó vẫn là sự thật. Tại sao Lê Trà giữ uy tín cho nó? Bởi vì đang làm ăn thì nó. Chẳng nhẽ bây giờ mình lại đi bóc phốt những người đang làm ăn của mình. Mà lúc ấy nó làm gì có cái cửa nào đấy sống thì mình chẳng phải gì phải đậy cho nó. Đúng không cả nhà? Không thì nó chết từ lâu rồi. Không sống đến bây giờ. May quá, thực sự là may quá luôn. Đến bây giờ Lê Trà mới nghĩ. Hôm qua xem livestream của nó Lê Trà mới thấy mình là quá may. Bởi vì nó nghĩ là không có nó mình chết, cho nên là nó mới bỏ đi. Nhưng mà đấy lại là cái may của mình là gì? Là gì nó không bám mình nữa. Mà rất may là gì ạ? Là nó thù mình để nó không quay về. Chứ còn trước đây ở nhà nhá, nó đi nó khổ quá, nó lại là người xin tiền mình ăn. Nó xin tiền mình để về Hà Nội ở. Nó xin tìm tiền mình để đi xe lại đi lại.
Đấy, cái lúc đó là nó khổ quá, nó không có ai bám dựa. Còn bây giờ nó nghĩ là chả chẳng còn gì, lại còn bóc phốt nó nữa, chứ nó hết cửa. May quá, quá may luôn. Like xong toàn xóa, bởi vì làm sao, ném đá giấu tay. Nói xấu người đằng sau nhưng phải xóa, nên chả có xóa không? Cả nhà thấy nên chả có phải xóa không? Còn nó bảo nó đi kiện nên chả, mày kiện hộ tao thật nhanh cả. Mày kiện hộ tao thật nhanh bởi vì làm sao? Đáng nhẽ tao phải đi tìm mày ấy, thì mày tự lộ diện. Mày kiện tao càng nhanh càng tốt, tao cảm ơn mày quá Bùi Trung Hiếu à, mày tài giỏi quá. À quá à. Cái bộ phim này á, thực ra với Lê Trà thì là kết rồi. Nhưng mà với nó chưa là kết bởi vì làm sao? Là nó cố gắng vớt lại tất cả những gì mà Lê Trà nói, bóc phốt nó. Để gì ạ? Quay ngược lại vấn đề để cho mọi người tin trở ngược lại nó. Mất hết tương tác cho là gì ạ? Phải lấy một cái xe máy, mượn một cái xe máy đi để gọi là giao bán 7 triệu để lấy lại tương tác. Nhưng mà cuối cùng nó cũng là gì ạ? Là một trò gì ạ? Tương tác rất bẩn thỉu. Cũng là lừa đảo. Đấy. Lừa dương. Lê Trà nói là nhân, tại sao mà mình là người trước đây là rất là hiền lành, không bao giờ lên nói xấu của chúng nhớ một câu. Rất là tử tế, mặc dù lúc đấy nó quá nát rồi. Mà đến bây giờ Lê Trà nói như thế này thì cả nhà nghĩ là không còn một cái gì nữa. Mình có coi nó là một con người bình thường đâu. Mình coi nó là một thằng quái gở trong cuộc đời này luôn. Quái gở lắm cả nhà ơi. Nó nghĩ là, đầu nó nghĩ ra đủ trò luôn. Mà may là có Lê Trà bốc phốt đấy cả nhà. Cho nên là mãi mãi gì á, là Lê Trà vẫn đồng hành song song nó bằng cách gì ạ? Là mày làm bất cứ một cái gì lừa đảo xã hội ý, là tao lên tao bóc mày tiếp. Bởi vì tao là người ấy, là đi quốc ở trong bụng mày luôn. Tao là người biết mày là bản chất như nào. Và cái gì mày nói thật và cái gì mày nói sai, tao bóc cho mày bằng chết luôn. Đó. Cả nhà, nên là tất cả những chuyện đấy cả nhà. Đáng nhẽ là Lê Trà sẽ dừng, nhưng nó không dừng lại. Mà nó vẫn động đến tên mình thì nó tiếp tục nó gặp bão táp.